Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hồng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến thì ở cái video ngày hôm nay thì mình cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới liên quan đến cái dự án Athens Network là khai thác cái đồng game và đồng game này thì được quy đổi sang cái đồng ATH mỗi một tháng. Thì cụ thể thì mình sẽ cập nhật cho các bạn cái thông tin mà vui liên quan đến cái dự án này đó là dự án đã cải thiện về cái việc mà xác minh tài khoản tạo điều kiện cho người dùng uh, hơn so cái cho cái việc mà chúng ta xác minh tài khoản và chúng ta tham gia khai thác cái đồng game này à, và thứ hai là mình cập nhật cho các bạn về cái thông tin cái giá của cái đồng ATH uh, chính thức là ở trên cái ứng dụng game đã tăng lên 0.1 đô và ngoài ra thì mình chia sẻ cho các bạn một cái nhóm à, để mà giao dịch mua bán cái đồng game cũng như là cái đồng ATH này bởi vì cái dự án này thì hiện tại đã mở, đã rất là mượt mà và mở chi chức năng à, cho chúng ta rút và mua và bán cái đồng game này ngay ở trên cái ứng dụng và tất nhiên là các cái tài khoản thì chúng ta phải vượt qua cái IC thì các bạn thì mới là rút và nhận cái đồng game này được rồi trước tiên thì mình cập nhật cho các bạn về cái thông tin app thì hiện tại chúng ta vẫn tham gia khai thác và 3 tiếng đồng hồ thì chúng ta vào chúng ta bấm nhận cái đồng game một lần nhé và mỗi một ngày thì các bạn vào các bạn điểm danh thì các bạn sẽ nhận được cái đồng game theo tương ứng theo cái số ngày tức là các bạn đã điểm danh càng nhiều ngày thì các bạn sẽ nhận được càng cái tăng cái số lượng hoạt động thì các bạn sẽ nhận được càng càng tăng cái số đồng game nên ở đây số ngày hoạt động được ước tính là số ngày liên tục mà bạn nhận phần thưởng khai thác dữ liệu mỗi một ngày bạn chỉ nhận thưởng một lần và phần thưởng này sẽ tăng dần theo số ngày hoạt động tức là các bạn điểm danh liên tục càng nhiều ngày thì các bạn sẽ được nhận được càng cao cái đồng uh, game lên nhưng nếu các bạn ngắt quãng một ngày bạn không điểm danh thì các bạn sẽ lại quay về cái mức ban đầu đó là cái uh, thông tin của cái phần mà điểm danh và ngoài ra thì uh, các bạn sẽ thấy là có một cái đồng hồ ở đây là còn 4 ngày 17 giờ nữa thì nó sẽ chính thức là một đến một cái phiên là Swap tức là họ sẽ tự động quy đổi cái đồng game chúng ta khai thác được sang cái đồng ATH sang cái đồng ATH và cái đồng ATH này uh, thì nó chúng ta sẽ được sử dụng trên ứng dụng game cũng như là sau này thì chúng ta sẽ được là uh, khi mà nó list sàn thì chúng ta sẽ được bán cái đồng này ở trên sàn và cái đồng ATH này thì đã có một lần uh, quy đổi rồi thì những bạn nào mà tham gia đầu tiên thì các bạn đã được quy đổi cái đồng a game sang cái đồng Ath rồi và cái đồng đó thì bán được giá hiện tại. hiện tại thì ở trên cái thị trường uh, Việt Nam mà trên chợ đen đấy thì họ cũng đã mua uh, trên 1.000 cái đồng ATH thì họ mua với cái giá là 700 700.000 Việt Nam đồng 1.000 cái đồng Ath đó thì uh, cái giá này thì là chỉ giá là mua uh, với cái giá là mua với nhau thôi các bạn nhé chứ không phải là giá ở uh, lít sàn hay là quy định của dự án À, cho nên là các bạn cũng nên là cân nhắc về cái phần mà mua bán. Mua bán thì nó sẽ tránh cái có rất là nhiều cái vấn đề rủi ro thì cái này thì mình sẽ cân nhắc với các bạn. Ở trong cái phần ví này thì các bạn sẽ thấy nó có hai cái đồng, một là cái đồng ATH và hai là cái đồng game. Cái đồng ATH trên này là cái đồng mà chúng ta đã được quy đổi từ đồng game ở cái đợt đầu và còn 3 ngày nữa thì nó sẽ quy đổi cái đồng game của chúng ta ở đây sang cái đồng ATH và chúng ta tiếp tục khai thác ở các cái phiên tiếp theo đó và ở đây thì chúng ta là cái phần mà giao diện chúng ta khai thác mỗi một giờ đây này đây thì các bạn nhấn vào đây là chúng ta sẽ nhìn thấy là người dùng có thể nhận thưởng mỗi 3 giờ một lần và quá trình khai thác sẽ tự động dừng nếu như trong vòng 24 giờ người dùng không nhận thưởng. Tức là 3 giờ chúng ta vào bấm đào một lần nhưng quá 24 giờ mà các bạn vào không thu hoạch là cái máy khai thác của các bạn nó sẽ bị dừng. Và ngoài ra ở đây thì nó sẽ có những cái nhiệm vụ thì các bạn nếu như các bạn có tuyến dưới thì các bạn có thể thu hoạch cái phần thưởng này. Đó các bạn nhấn thu hoạch mỗi một bất kỳ lúc nào khi mà các bạn vào các bạn có nhấn có cái phần thu hoạch này thì chúng ta nhấn thu hoạch nhé đó và đây là cái phần mà cái phần mã mời thì các bạn có thể nhấn vào đây chúng ta copy cái mã mời và chia sẻ mời bạn bè tham thì các bạn khi mà các bạn mời bạn bè tham gia thì cái tuyến dưới của các bạn phải KIC thành công thì chúng ta mới nhận được cái phần thưởng từ tuyến dưới còn nếu như nếu các bạn không vượt qua KIC thì uh, chúng ta sẽ không thể nhận được cái phần thưởng từ tuyến dưới các bạn lưu ý, ý điều này và cái thông tin mà mình cập nhật đến cho các bạn là ở trên cái cách đây vài giờ nhé thì cái dự án đã thay đổi một số các cái về cái việc mà KIC thì cái điều KIC này thì nó sẽ thuận lợi cho các bạn mới tham gia à, xác minh tài khoản thì trước đây thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn thì dự án yêu cầu chúng ta là à, đã dự kiến nhé dự kiến chứ chưa phải là áp dụng tức là lấy ý kiến của người dùng là, là KIC 10, 3 đô đến 10 đô 3 đến 10 đô để chúng ta À, xác minh cái tài khoản à, tuy nhiên thì cái việc đó thì đã à, nhận được cái sự phản đối từ cộng đồng khá là mạnh mẽ và sau đó thì dự án đã thay đổi cái cơ chế về cái phần mà thì cái điều này thì đã tạo điều kiện hơn so với người dùng để đảm bảo duy trì KYC diễn ra suôn sẻ và tránh tắc nghẽn hệ thống thì chúng tôi đã quyết định triển khai quy trình KYC theo từng giai đoạn đây là những gì bạn cần biết thứ nhất là giai đoạn 1 mở KYC cho tài khoản có F1 trở lên tức là các bạn tài khoản của bạn phải có một F1 thì chúng ta mới được xác minh tham gia xác minh tài khoản à, như vậy thì cũng rất là khá là à, thuận lợi nếu như các bạn có thể tự tự xét cho mình một z là chúng ta à, có thể là tham gia chúng ta xác minh tài khoản rồi à, rất là đơn giản và các bạn chưa khai C các bạn vẫn có thể tham gia khai thác đào được và các bạn có thể mời người nhà à, tham gia chúng ta mượn một cái căn cước công dân của người nhà à, à, chúng ta xin lỗi các bạn như cái này nó không xác minh cái căn cước công dân nhưng chúng ta có thể nhờ người nhà nhờ xác minh cái khuôn mặt tạo tài khoản và xác minh cái khuôn mặt là bạn đã có một cái F1 như vậy F1 thì các bạn sẽ vượt được qua cái xác minh tài khoản để chúng ta sẽ tham gia khai thác đào cái cái này thì nó khá đơn đơn giản thôi. Và đối với những người dùng khác đừng lo no lắng, hãy kiên nhẫn khi chúng tôi thực hiện từng giai đoạn một và cách có hệ thống à, và nhiều giai giai đoạn khác đang triển khai, tức là sau này thì à, nó sẽ mở cho chúng ta khi mà cái lượng người tham gia ít rồi. Thì họ sẽ bỏ cái cơ chế này cần F1 và họ sẽ à, những bạn không có F các bạn cũng sẽ cài IC được đó là cái phần mà à, cập nhật mới. À, tiếp theo là mình cập nhật cho bạn về cái thông tin mà cái đồng ATH ở trên cái ứng dụng game thì nó đã tăng lên là 0.1 à, đô la à, với cái giá là khá là cao khám phá động lực của ATH các yếu tố thúc đẩy giao dịch nội bộ nhiều người khai thác lớn nhiều ATH hơn khi hoạt động khai thác lên ATH cũng tăng theo nhu cầu trong trò chơi ngày càng tăng hệ sinh thái thúc đẩy ATH tăng đột biến và tốc độ triển uh, phần sản phần mềm cột mốc lộ trình đây thì giá ATH thú vị trong trò chơi hiện đang ở mức 0.1 USDT nhờ vào vượt 1.5 triệu người dùng phiên bản ứng dụng đã được ra mắt cải tiến trò chơi dự đoán về ATH sắp ra mắt và giá ATH ở cái vòng sẽ sớm được tăng lên 0.03 đô với cái giá này thì khá là ok. thì ở trên cái ứng dụng game này thì rất là nhiều người tham gia game game cái này thì nó vẫn là cái bản beta thôi các bạn nhé. À, bản beta thì chúng ta cũng có thể là chuyển cái game sang đó chúng ta chơi. Chúng, nếu như chúng ta thắng thì chúng ta có thể chuyển game đó về uh, cái app Ethereum uh, Network của chúng ta đăng đạt hoặc là các bạn có thể là bán cho cái người người ta có nhu cầu muốn mua cái đồng uh, cái đồng ATH này đó thì cái ứng dụng game thì mình cũng không nói nhiều uh, với các bạn bởi vì cái ứng dụng game này thì ở quốc gia chúng ta uh, nó không cho phép cho nên chúng ta sẽ uh, cái này thì mình cũng không khuyến khích các bạn tham gia uh, trải nghiệm cái game này chúng ta chỉ đào uh, miễn phí cái, cái đồng token của dự án và sau này khi mà niêm yết thì chúng ta có thể bán ở trên sàn hoặc là các bạn có thể mua bán với nhau qua lại để chúng ta uh, kiếm cái uh, chút thu nhập thôi đó Tiếp theo thì mình phải nói đến với các bạn là hiện tại thì trên cái Việt Nam thì có đã có những cái nhóm nhóm thu mua các cái đồng ATH Ở đây thì các bạn có thể thấy là giá ATH bây giờ là 700 đồng Đây là cái giá mà nhóm của Việt Nam tham gia mua các bạn nhé Tham gia mua hoặc là họ đang có cái nhu cầu là thu mua cái đồng ATH của tất cả các anh em tham gia khai thác thì các bạn nếu như có nhu cầu thì chúng ta có thể bán ở đây thì với cái giá họ đang gom là 1.000 đồng 1.000 cái đồng ATH thì họ sẽ mua là 700 700 Việt Nam đồng nhé 700.000 các bạn nhé tức là uh, một đồng ATH thì các bạn mua họ đang mua là 700 đồng và 1.000 đồng ATH thì họ sẽ mua là 700.000 tiền Việt Nam đó và dưới 1.000 đồng ATH thì họ sẽ mua là 650.000 và ở đây thì bán đồng ATH từ 1.000 họ thì cũng bán và mua các bạn nhé họ bán thì chênh một tí thôi có 750 đồng 750 nghìn nếu như bạn bán 1.000 đồng ATH thì họ à, họ bạn mua 1.000 đồng ATH thì họ họ bán cho các bạn với cái giá là 750 đồng thì họ chỉ ăn nãi một xíu thôi đó thì ở đây thì tuy nhiên thì các bạn tham gia mua bán ở cái nhóm mà cái nhóm của Việt Nam này thì mình thấy là rất là nhiều cái tranh cãi đó là à, bạn à, lừa đảo á tức là khi các bạn mà bán chuyển cái đồng ATH cho họ nhưng mà à, họ lại không chuyển tiền cho các bạn hoặc là các bạn à, bạn mua bạn chuyển tiền cho người ta người ta lại cũng không chuyển cái đồng ATH cho cho bạn và rất xảy ra rất là nhiều à, các cái vấn đề liên quan đến đây thì các bạn cũng lưu ý là chúng ta sẽ chọn những người uy tín chúng ta giao à, dịch tránh về cái việc mà chúng ta bị bị lừa thì chúng ta sẽ mất cái công sức của chúng ta khai thác được hoặc là chúng ta mất tiền để chúng ta mua và chúng ta lại không nhận được cái đồng ATH về. À, thì cái này thì để mà à, để mà giải quyết được các cái vấn đề này thì mình đã tạo cho các bạn một cái nhóm mình đã tạo ra cho các bạn một cái nhóm mà mua bán ATH và đồng game của dự án Athen Network thì mình sẽ để link cái nhóm mua và bán này ở dưới phần mô tả các bạn mua và bán các bạn nếu như các bạn mua và bán mà các bạn cần mình đứng ra làm cái phần trung gian để cho các bạn mua bán uy tín thì các bạn liên hệ trực tiếp với mình đó thì mình sẽ đứng ra làm trung gian giao dịch cho các bạn các bạn à, bạn nếu như bạn muốn mua cái đồng ath thì các bạn chuyển tiền cho mình và khi cái bạn mà mua cái đồng ath bạn ấy đã à, nhận được cái đồng ath thì mình sẽ chuyển tiền đến cho các bạn. Đó là cái cách để mà giao dịch trung gian và những là bạn nào mà giao dịch trung gian thì các bạn cũng biết rồi, để mà cho nó đảm bảo an toàn cho cái tài sản của các bạn thì mình đã tạo ra cho các bạn một cái nhóm mua và bán cái đồng ATH và cái đồng game thì các bạn có thể là tham gia cái nhóm này, chúng ta trao đổi và đặc biệt là các bạn lưu ý là các bạn không được chia sẻ link uh, quảng cáo link các cái kèo Europe vào đây không liên quan đến dự án Ather Network thì mình sẽ xin được là kích các bạn đó ra khỏi nhóm nhé. Rồi OK thì cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn về cái dự án Ather Network ở đến đây là kết thúc. À, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.